Kính thưa cô chú anh chị, hiện tại là cô Phước đang có mặt ở bệnh viện Chợ Rẫy, hôm nay qua đây để mà thăm chú Tư. Và được biết thông tin đó là ngày hôm qua đó là con trai với lại là con dâu của chú Tư đã đưa chú qua bên Chợ Rẫy để bác sĩ kiểm tra trước khi phẫu thuật. Và hiện tại là bây giờ chú Tư đang trong quá trình là đang kiểm tra về tình hình sức khỏe. Nếu mà không có gì thay đổi đó thì có thể là chiều nay hoặc là tối đa là ngày mai thì chú Tư sẽ phẫu thuật tai của chú Tư như cái ước nguyện của chú. Trong cái thời gian đợi phẫu thuật và cũng như là thông báo kết quả cho mọi người thì Gucus sẽ trò chuyện cùng với lại chị Hiền đôi điều chút xíu về tình hình sức khỏe của chú, vấn đề tiền nong và cũng như là cập nhật cho mọi người chút xíu về cá nhân chút xíu. Cho em với mọi người biết đó là mình xuống ngày hôm qua đúng không chị? Mình xuống ngày hôm qua thì đầu tiên là về cái giấy chuyển tuyến á, cũng như là cái bảo hiểm để mà giảm cái khoản tiền trong cái việc phẫu thuật này đó, thì mình đã làm thủ tục xong chưa? Em xin cái giấy chuyển tuyến không được. Không được hả? Dạ, đó là em xuống đây em hỏi cho cha, nhưng mà cái bảo hiểm đó là nãy cô điều dưỡng nó nói là ví dụ nếu tôi làm giấy rồi, nếu cái bảo hiểm đó bây giờ nó giảm được khoảng 40%. Ngày hôm qua em xuống đây trễ là tại vì em xin cái giấy chuyển tuyến cho cha xung quanh cái này không được, tại kêu là phải đi về quê. Đó thì như hôm bữa khán giả họ bình luận đó, nó là nên phải về quê ở đó, bệnh viện địa phương họ mới đưa cái tờ giấy ra. Tại vì lúc trước cha ông ở 512 giường á, là xin chuyển viện là chuyển xuống thẳng cái này luôn, là bảo hiểm vẫn được tính, là bây giờ không được nữa. Nó kêu là bây giờ phải về quê xin cái giấy đó, mà đi phải đi từng bậc là mất khoảng mấy ngày, là phải đi ra xã ra áp đầu nữa. Còn lần này là chỉ giảm được 40%. Dạ. 40% đó là giảm về cái vấn đề gì? Vậy nó lại giùm em. Nãy cô điều dưỡng nói là 40% đó, ví dụ như mà vô mà kêu đóng cái vụ ca mổ đầu tiên, ví dụ kêu đóng 40 triệu thì giảm 40%, hoặc cái đó là tiền ăn uống là tiền phòng đồ của cha luôn rồi. Ví dụ là 50 thì nó giảm phần, mình đóng 30 hoặc là 25. Cô điều dưỡng nói vậy đó. Là có nghĩa là hôm bữa là chị nói là cái ca phẫu thuật của chú Tư là bác sĩ nói là khoảng 60 triệu đổ lại, thì giảm 40% thì nó đâu tầm khoảng trên 40 triệu đi ha, khoảng cỡ đó ha, cỡ đó đi, 40 triệu. Có gặp cái ông bác sĩ mà hôm bữa tư vấn không hay là bác sĩ khác? Bác sĩ khác em, tại vì của hẳn đi khám ở bên Chỉnh Hình đó, là cái bác sĩ đó nói là phẫu thuật của cha là không có bảo hiểm là 60 triệu, mà đi khám bữa hôm qua là đi lên trên này là không có gặp bác sĩ đó không có trực, mà hồi nãy là trực chiến là em gặp bên trưởng khoa là sẽ đứng ra mổ cho cha luôn, mà nói số tiền giờ em cũng biết nói làm sao giờ nữa. Là sao đâu, chị nói thử là sao? Thì bác sĩ nói là cái như là nói bây giờ cha mổ cái tay á, là nó găng lại nằm là cũng phải một thời gian. Thì chị nữa là nói là bây giờ số tiền á, là trên 60 triệu, gần cả 100 triệu. Là bữa hổm là bên Chỉnh Thành đó là bác sĩ Dũng hay bác sĩ gì á, là khám là nói là mổ là 60 triệu, nhưng mà giờ qua bác chị xuống ở bên phòng phỏng là trưởng khoa bác sĩ nói như vậy. Mới nói hồi nãy tại vì em điện bác sĩ xuống là nhận cái ca đặng là bác sĩ đứng mổ cho cha luôn, là bác sĩ nói như vậy. Ủa, thấy cái việc mà nói gần thấy nó cũng đa phần nhiều, mà sao tới bác sĩ trưởng khoa hả ta, hay là như thế nào? Tại vì đi ngày hôm qua lên á là cứ chuyển qua cha bên là Chỉnh Hình cái chuyển qua bên khoa phỏng cái chuyển lại Chỉnh Hình. Ở ngày hôm qua em đi là cứ hai mấy bên gì đó hả? Dạ, em đi mấy bạn gì đó rồi. Đó là ca của cha bây giờ nó nặng, người ta không dám nhận. Nên là em bữa nay là em phải gặp được bác sĩ bên trưởng khoa, là ông đó là ông sẽ đích thân ông mổ cho cái ca phẫu thuật này, ông sẽ mổ cho cha luôn. Trưởng khoa có biết hoàn cảnh của chú Tư không? Dạ em chưa biết. Tại vì là lúc trước là cũng có nằm trong cái trong này là trưởng khoa cũng có mổ cho cha. Nói chung là ca này ca khó hả? Dạ. Nên là cần tới trưởng khoa.
Rồi bây giờ chưa biết khi nào phẫu thuật. Hôm nay là làm cái gì? Hôm nay là ông Hòa nó đi đi chụp X quang này xong nữa là đem giấy tờ lên và đo điện tim với thử máu đồ lên chảnh rồi á mới bác sĩ mới xác lịch cho cha mẫu. Sao không nhờ chồng chị về quê để mà làm cái giấy phải có cha em về mới được anh. Người bệnh về mới được. Dạ. Mà giờ cha ông ngồi xe không nổi nên hôm qua nay để tới để lui ổng quá trời để ổng đuối dữ lắm rồi. Còn cái thời gian mà của hai vợ chồng đi làm là bây giờ xin nghỉ làm hết luôn rồi. Thời gian bây giờ tập trung vô cho chú Tư. Dạ không, giờ đấy rồi cha em xong xuôi hết, nếu mà chồng em mà có việc làm thì chồng em đi về làm. Còn em ở đây em trông cha. Với lại có một người chú cũng ở đây với em nữa. Chú là chú bà con như thế nào? Chú là đó là em ruột của cha. Cha. Út. Là chú lên đây là túc trực ở trên đây luôn. Dạ. Chú Tư có mấy anh em vậy chị? Em cũng không rành. Không biết luôn hả? Dạ không. Là hồi hồi đám cưới là có nhấp mặt hết không? Có biết mấy ông dạ chú, không? Mấy ông cô, mấy cô là không? Dạ. Không biết. Có người biết em thì có người biết người không như chú này á, chú ơi chị là chú Út, ông là Út rồi, mà ông ở bên ở với bên vợ đó, nên ông không có về đây rồi vợ bỏ rồi. Mấy tháng nay này là ổng mới lên trên này, ổng đi làm, ổng đi phù hộ với chồng em. Mấy anh em là của bên chồng là biết hết rồi hả? Dạ. Mà họ từ bữa giờ họ có gọi điện không? Như là hôm nay họ biết là ba chuẩn bị phẫu thuật nè. Dạ có, thì có cô ba với lại dượng ba cũng có điện hỏi thăm hoài à. Dượng ba thì cũng có điện mà hôm qua máy thì bỏ trong giỏ sách nên không có biết. Hồi nãy chồng mới mở ra mới thấy cuộc gọi nhỡn. Không, anh em của chồng chị á. Em không biết. Không biết luôn, họ không gọi hả? Dạ. Còn ở dưới mẹ, mẹ với lại mấy gì em nghĩ mấy là cô... chắc có biết, tại vì có điện về cô ba thì với dượng ba chắc có cô ba, dượng ba chắc cũng sẽ nói lại là ngày hôm qua là chở cha đi đặng vô trong này đặng coi là mổ cái thai cho cha. Em nghĩ là chắc mẹ sẽ biết. Em biết nha. Nhưng mà cũng không gọi điện. Tao nghe hôm bữa nghe gọi điện ra là giờ từ luôn, hai vợ chồng chắc là không ở chung nữa luôn. Đó là tùy cha với mẹ thôi, nhưng mà em thì em không muốn vậy. Nhưng mà tại chú Tư cũng nói là sau khi phẫu thuật xong là chú Tư cũng về quê, chứ về quê một bận xong rồi lên lại trên đây để mà ở chung với lại vợ chồng của chị Hiền. Nói thôi ấy giờ mổ xong cho cha dụ tay chân rồi cũng lành lặn rồi thôi đi về dưới rồi ở lại với mẹ ấy đời không lo cơm nước đâu. Mà cha không, nếu như giờ không cho em á, hồi vợ chồng em không cho ở trên này với vợ chồng em thì ổng qua nhà ông chú không ở rồi ổng đi sinh ra. Đó thì chị Hiền thì chị cũng có nói đó, thì giai đoạn đầu khó khăn thì có nhiều cái áp lực. Đó, nên là với lại là chị cũng nói là cái sự thật như thế nào thì chị cũng nói như vậy đó, nhưng mà nói gì thì nói thì giờ tình cảm trong gia đình vẫn là hơn hết, thì chủ yếu là người nhịn một tiếng thì nó sẽ gọi là dĩ hòa vi quý ha, chứ bây giờ làm lớn chuyện trong gia đình nó cũng không hay ho gì ha chị. Thì chủ yếu bây giờ tập trung vô chú Tư để mà lo cho ổng thôi. Mà sao hôm nay nha, mà gọi là cái tiền phẫu thuật của chú Tư lên tới thêm vài chục triệu nữa thì lo. Ví dụ như cái khoản tiền 80-90 triệu đi, mà rồi mình trừ ra khoảng 40% đó thì nó cũng tầm còn khoảng 50-60 triệu cũng được. Nếu không, nếu mà được như vậy thì em cũng mừng, em đỡ lo được xíu. Có thể là phẫu thuật xong đó là sẽ chuyển chú Tư qua bên bên bệnh viện 8, bên phục hồi chức năng bên đó, có thể nha, theo mình đoán thôi. Tâm lý chú Tư giờ như thế nào? Tới giờ ông ngầu lắm, cha ngủ không được. Tới giờ ông sợ phẫu thuật á, cái tay á, giờ ông sợ lên phẫu thuật nữa.
từ trước đến giờ phẫu thuật mười mấy lần rồi, mình sợ gì? Mấy lần em quên rồi, 4-5 lần hả? 8 lần. Cha ông nói là 13 lần, nhưng mà trong giấy xuất viện là đã chỉ có 8 ca thôi. Rồi ông nói giờ nếu 3 ca này nó ông cũng sợ, nói giờ thôi còn không mấy giờ đó, nếu cho sợ thì thôi ông đòi mua tay giả. Em nói nếu mà cho sợ thì con nói với bên Mạnh Thường Quân mấy giờ trả tiền lại, gửi lại số tiền này lại. Rồi ông nói thôi đi phẫu thuật chứ gắn tay giả gì, ông sợ phẫu thuật á anh. Em nói thôi đi gắn phẫu thuật đi, đặng có tay đồ ngon que đồ á, cầm đồ ăn uống đồ cũng được. Ông nói thôi vậy để ông khi lên bằng mổ thì làm thuốc mê xong rồi để người ta phẫu thuật thôi chứ có gì đâu, chứ bây giờ mà để lâu nó cũng bị hoại tử. Nghe chị Hiền nói là chú Tư hồi hộp lắm hả? Hồi hộp lắm, phẫu thuật mấy lần nhiều lần rồi mà còn hồi hộp gì nữa, sợ lắm. Tại hôm trước đoạn mấy cái này còn không sợ. Xong hết chưa chú Tư? Cái này chưa đâu, ý là xong, kiểm tra xong rồi chụp vô, hình rồi hết chưa? Hết trơn rồi đó, về rồi cũng vô nằm bệnh viện đó. Vô nằm hả? Dạ. Rồi ý là mình đã đăng ký nội trú luôn rồi được rồi phải không chị? Dạ, giờ đem giấy siêu âm này với lại cái đo điện tim này lên chẩn là bác sĩ là sắp lịch cho cha mổ. Sắp lịch ha. Dạ. Là con ngày nào đó bác sĩ mổ. Là đầu giờ chiều này chị đưa mấy giấy tờ lên hả? Chút nữa em lên cho em đi qua đây nha cái nha. Đâu gồm có giấy gì đâu. Giấy đo điện tim còn thử máu với lại thử nước tiểu thì hồi giờ chiều bên bệnh sẽ trả kết quả cho bên phòng tổng. Đây để cho hậu phẫu ha, mổ soi vạt da cẳng tay phải, mổ soi ha, mổ soi vạt da đó, đó là cái chuẩn đoán cái việc mà phẫu thuật cho chú. Là điện tim là không phát hiện bệnh lý nè. Tối chú Tư ngủ được không? Nhất với lại lạ chỗ nữa ha. Qua xuống đây mấy giờ chú? Qua xuống cũng dắt sáng mới chứ. Về sáng rồi cái con mà mổ xẻ này nè là ổng mới nghỉ đi mấy cha con mà muốn nhà nghỉ ngủ chứ đâu có dám đi về. Cái ông mổ xẻ, ông bác sĩ hả? Dạ. Ông mới về muốn nhà nghỉ mà ngủ rồi. Mấy sáng lại đây. Sáng lại sớm chứ đi về mất thời gian. Đấy, vậy đó. Giấy tờ xong xuôi ngày hôm nay ha. Dạ, có thể ngày mai ngày mốt chú Lương phẫu thuật rồi. Dạ, có thể cũng ở đó là. Rồi chị có hỏi là phẫu thuật là 3 lần á, là có nghĩa là trong thời gian bao lâu không? Dạ không, bác sĩ nói là trong thời gian hơi dài. Hơi dài hả? Có nghĩa là phẫu thuật xong rồi đi kiểm tra rồi coi như thế nào tiến triển tốt thì bắt đầu xác định tiếp tục gì đó. Chứ không có nói là ví dụ như trong 1 tháng hay 3 lần. Cơ địa mỗi người khác nhau. Nhưng mà cũng mừng ha chú Tư. Yeah. Sao nghe chị Hiền nói sợ gắn tay giả gì các thứ rồi. Dạ, cũng quá sợ. Không quá. Mổ thì sợ nhiều ca quá là sợ. Mà yếu. Rồi nói gì đâu mà để trả tiền lại Mạnh Thường Quân, rồi người ta thương người ta tặng cho mình đó. Rồi con vô để mà con thăm chú để mà xem cái vấn đề tiền nông như thế nào. Để Mạnh Thường Quân ví dụ như nếu mà ai thương cho chú thì ví dụ như giúp đỡ chút thêm đó, để con vô con thông báo ngày hôm nay. Yeah. Như vậy. Rồi chút xíu là mình gửi cái kết quả này trong phòng, sau đó mình về nhà nghỉ. Không, ở đây luôn anh. Ở đây luôn. Dạ. Đợi hả? Dạ, đã không có đã. Nếu mà em cái này vô là cha nhập viện đây. Dạ, nhập viện. À, nhập viện đúng rồi. Mình lên trên đó là nhà là mình có vàng đó. Đúng rồi. Lên trên đó thì tiền, đỡ tiền nhà nghỉ.
chú đi đâu rồi. Chú có muốn nói gì không? Cảm ơn bên Mạnh Thường Quân rất nhiều. Coi cho chú Hiệp rất mừng lắm. Hôm bữa với lại hôm bữa đó thì đặc biệt là mấy cô mấy chị đó có hỏi thêm về bệnh tình của chị Hiền á, thôi thì sẵn đây còn ít phút cuối á, chị Hiền chia sẻ cho em với mọi người nghe chút xíu về bệnh tình của chị, với lại là có cũng vài người hỏi thêm chị Hiền á, nếu mà sắp xếp thời gian được á thì có thể là bỏ cái nốt ruồi ngay chỗ mắt phải được hay không, và cái chi phí mà phẫu thuật bỏ cái nốt ruồi đó là bao nhiêu. Sẵn tiện thì chị nói trước về cái bệnh tình của chị đi. Bên em thì em chưa có đi khám, nếu mà bữa nay mà tra xong hết nằm ở chợ mà ngày mai chưa có phẫu thuật đó, chưa có lên ca mổ, thì sẵn em ở trên bệnh viện này thì em đi khám ở đây luôn. Đi khám luôn ha. Dạ. Nếu mà sắp xếp được, nếu mà rảnh nữa thì chiều nay nếu mà tra ra xong hết thì em đi khám luôn, còn nếu không ấy thì ngày mai em sẽ xuống dưới này em khám. Trong người chị là bây giờ chị khó chịu hay là chị mệt, chị đau chỗ nào? Mệt. Bị tim hả? Em có đi khám nên em chịu. Xỉn không? Xỉn em cũng không biết nữa. Em không biết có di truyền qua má lại hay không thì em không biết. Còn cái nốt ruồi ở trên mắt là từ trước giờ có hỏi cái việc mà phẫu thuật không? Dạ có. Hỏi thì người ta nói là giờ mổ cái này ra là 3 triệu. Còn tiền thuốc men thì chưa tính. Bệnh viện nào? Bệnh viện Gia Liễu. Gia Liễu hả? Dạ. Cái này làm lẹ lắm chú Tư, chỉ cần một là họ bắn laser, hai là ví dụ như họ cắt lẹ lắm, hay là cắt gọt cái rồi đắp thuốc vô rồi về cho uống thuốc kiểm tra cái thôi, ngoài da là không tới 10 phút đâu, theo con đoán vậy, theo mình đoán là vậy, cũng rất là nó thì sẵn tiện đó là chia sẻ thêm cho một vài cá nhân mà cô chú anh chị là gọi điện cho Phước hỏi riêng về chị Hiền để mà biết thêm. Hiện tại là chị Hiền đang chăm sóc cho ba chồng ở trong bệnh viện Chợ Rẫy, là có thể là ít nhất là khoảng 3 tới 5 ngày trở lại nữa thì sẽ ở Chợ Rẫy, theo như mình đoán luôn cũng vậy nha. Đó, như vậy. Với lại thêm nữa là em của Tư thì chăm sóc cho tôi Tư. Dạ, em đó chứ không phải là em đó, sao mà nó kinh nổi. À đúng rồi. Tạm là nằm xuống rồi thì kia nọ đi cầu kỳ nó cũng nằm không ở nhà mình sao cũng được nha. Dạ, đúng rồi. Vô trong đây là cái sống chung ở trong phòng đó. Dạ, dạ. Cảm ơn bên Mạnh Quân, bên anh với chị ngoài nước trong nước còn lắm. Không có gì, cảm ơn hai chú rất nhiều. Anh làm còn nói cho cha em được mổ được cái tay này, chứ nếu mà không có anh làm còn nói chắc con tay cha em giờ này có thể là chắc tầng 2 tầng nữa, chắc suốt đời mà phải cắt thêm lên tới cái còn nhỏ nữa, cái tay không được. Như đó giờ trong lên ca mổ này á, giờ nếu mà các cô chú hay là anh chị em gì á, mẹ nữa, nếu mà coi được cái clip này á thì con mong rằng á, các chị em, anh chị em với lại mẹ bỏ nhín dành chút thời gian để lên trên này thăm cha và hỏi thăm cha và động viên cha để cha có được cái tinh thần để mà vô ca mổ cho thành công và cho cái tay cha được lành lặn và sẽ có được sinh hoạt như mọi người một đỡ hơn một chút xíu. Mình xin chia sẻ lại về chuyện cá nhân của gia đình chú Tư với lại là con dâu á, thì mình chia sẻ một cách tự nhiên nó thì chủ yếu là để cho mọi người nhận xét hoặc là nhận định như thế nào, còn việc đúng hay sai đó là chuyện trong gia đình đó, thì cũng mong là nói chung là qua những cái video của GoFood thì ở dưới nhà, ở dưới quê với lại là đặc biệt là đối với con dâu á, là chị Hiền á, thì sẽ có trở lại cái tình cảm như cũ, thôi thì chuyện gì nó bỏ qua được thì nó bỏ qua, chứ mà bây giờ truy cứu hoài hay là kéo dài hoài nó cũng mệt mỏi lắm. Trước khi kết thúc video ở đây thì cảm ơn tới cô chú anh chị đã theo dõi. Ngày mai hoặc là ngày mốt
thì có thể chú Tư sẽ phẫu thuật, thì mình sẽ nhấn chút thời gian để mình gặp lại chú Tư để thăm hỏi chú sau khi phẫu thuật như thế nào, để thông báo cho cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sau.